chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay em với con gái em trời, cái gì mà tóc tai bù xù gớm cái gì bà cá. Bà gớm quá à. Bà gớm mà tôi sợ luôn á. Tôi nhiều lúc tôi cũng nghĩ là bà con tôi luôn á bà cá. Mẹ cũng đang dạy. Thì mẹ mới gội đầu ra. À cả nhà ơi, hôm nay á thì là Thúy Nga với con gái đang đi Costco để mua đồ. Đi diễn về mấy ngày đi diễn về bận, trời nắng chói quá không thấy đường lái luôn. Con thấy được. Con thấy không? Sao bật máy lạnh chứ gì? Trời ơi, cái trang nó tối quá. Em đang nói chuyện bị gián đoạn quá quý vị ơi. Gián đoạn gì, nắng nó chói vô trong cái bản mặt của em không thấy đường. À đây rồi, giờ bớt rồi. Cả nhà ơi, hôm nay là mẹ con Thúy Nga đang đi Costco. Các này đi Costco, các muốn mua gì kể nghe coi. Sữa hả? Ủa sao dạo này ghiền uống sữa dữ vậy chị bảy? Rồi muốn mua gì nữa kể nghe coi. Không biết. Không biết hả? Con không biết con mua gì hả? Con thích mua gì nữa không? Bánh kẹo, snack gì để cho con đem đi học không? Mập. Mập hả? Rồi cũng sợ mập nữa hả? Ơi Cát thì mua sữa, còn mẹ đi vô Costco. Đố Cát mẹ mua cái gì? Đồ ăn. Không. Sữa. Không. Sữa các uống mẹ đâu uống đâu. Cả nhà ơi, thôi nói cho lẹ đi, con Cát này nó không nước dừa. Nước dừa. Biết mẹ nó mê nước dừa. Hôm nay Thúy Nga đi vô trong Costco. Biết mọi người biết Thúy Nga đi đâu không? Thúy Nga đi mua thuốc, tất cả các loại thuốc. Thực ra bữa giờ Nga cũng muốn mua lắm rồi để gửi về Việt Nam. Nhưng mà tại vì vừa rồi đó bị đóng cửa lockdown á, thì là nghe nói là hàng hóa đồ nó có bị ứ đọng, có nhiều người gửi thuốc về cho bà con, cũng có mấy hũ mà tới giờ còn chưa nhận được hàng luôn. Mà những người mà người ta nhận, người ta gửi số lượng nhiều á, thì giống như là bị vô là không biết sao á, hàng nó bị ngâm, kiện hàng nó bị ngâm không có giao được. Thì Nga nghe nói là giữa tháng 9 này á là ở Việt Nam bắt đầu người ta mở cửa hoạt động lại á, thì bắt đầu là Nga sẽ gửi thuốc về. Thực ra thuốc men thì lúc nào ai cũng cần hết trơn á, bất cứ trường hợp nào cũng cần. Bây giờ đợt này là Nga sẽ mua cái Tylenol với lại vitamin C, với lại Nga mua cái gì ta, zin đó, về Nga sẽ gửi cho sẽ chia ra, chắc Nga chia ra những cái bịch mà khoảng uống khoảng từ 5 ngày tới 1 tuần á. Giống như ai cần mình sẽ gửi, hoặc là mình sẽ giúp cho những cái bạn nào mà bị dính Covid á, mà dạng nhẹ mà ở nhà thì có thể là uống những cái loại thuốc này được. Nếu mà hơi ấy chút thì mình uống kèm kháng sinh vào á. Kháng sinh thì chắc mua Việt Nam cho đây thì mình kháng sinh là chỉ có cho những người nào mà kê toa thì mới mua được thôi. Mình mua được mấy loại thuốc bổ với lại thuốc tylenol đó thì ok. Thật sự thì Nga thấy cái đợt trước á nha, đây Nga nói nha, thì ở đây ở Mỹ này nè, cái đợt mà trước á dặn tôi cái đợt trước á, có mấy người ở đây á mà bị Covid đó, thì họ cũng uống như vậy thôi thì họ hết. Nên là Nga thấy nên gửi thuốc về giúp cho mọi người. À, Nga thấy là cái tình hình cái đợt trước thì mình có đặt máy thở oxy nhưng mà ra không có đặt được nhiều, mà sau này giờ thấy cũng nhiều rồi thì thôi bây giờ mình chuyển qua mình vẫn mình gửi thuốc. Thì đợt này là Nga sẽ gửi thuốc, hy vọng là thuốc sẽ về tới tận tay mình cho cô bé trợ lý ở nhà nhận một cách nhanh chóng và có thể là chia ra phân phát cho những ai họ cần á. Nhưng mà cái này là Nga nói Covid là nhẹ thôi nha, chứ những người nào mà nặng thở cũng được thì làm ơn vô bệnh viện giùm tôi nha mọi người. Hôm trước Nga với người Cát đi rồi, nhưng mà ngày cuối tuần ta đóng cửa Costco sớm quá mình không biết, thế là tới nơi hai mẹ con vậy đi về. Hôm nay đầu tuần mình đi lợi nè. Nói thật nha mọi người biết không, cái đợt trước á, thật sự cái này á, Nga cũng không phải là mình không có dám chia sẻ. Tại vì á, nếu mình chia sẻ thì nhiều lúc người ta nói tại sao mình lại tự tung tự tác, mình lại người ta bị Covid á, mà lại cho thuốc như vậy thì lỡ may như này kia. Mà thật sự thì Nga thì theo kinh nghiệm á, gia đình làm ngành y á,
thì Nga biết là những cái gì mà mình có thể cho giúp cho mọi người uống thích hợp. Cái đợt mà vừa rồi ở Covid ở tại Mỹ này nè, Nga có ba người bạn bị bệnh, và Nga cũng tự lấy thuốc cái cách của Nga, với lại Nga lấy thêm cái kháng sinh liều cao với lại thuốc ho đó. Cái thuốc ho cái vị xanh xanh mà ở Việt Nam hiện tại họ có bán á, thì Nga đưa họ uống kèm theo cái tretinoin với lại những cái viên C với lại viên zinc ở đây, thì hầu như là họ là khỏi mọi người. Chỉ là mình cũng dặn họ là uống nước chanh xả gừng rồi với lại xông hơi thêm cho nhiều cho hết bệnh, thì đa phần là những cái người đó là Nga chỉ cho họ như vậy, thì đa phần là họ có hết bệnh đó. Đợt này mình cũng mạo muội mình làm thử như này để coi thể giúp được những cái trường hợp nào họ không có đến bệnh viện, hay là họ có thể tự cách ly ở nhà và có thể chữa được như vậy ha. Hy vọng là đợt này Nga gửi cái loạt thuốc này về thì sẽ về tới Việt Nam nhanh. Tại vì cái nhất là cái đợt đại dịch mà nó bùng như vậy thì bất cứ nhà nào cũng cần thuốc đó. Thuốc men thì rất là quan trọng luôn. Mẹ. Gì? Ờ gì ta? Đi tiệm Bắc Kinh hoài không ra nè bà cô ơi. Đông quá hả? Gì ngáp quá vậy chị bãi? Con thấy ở Việt Nam tội ghê. Tội làm sao? Mà con có biết mấy bạn con sao nữa. Mấy bạn con hả? Con nhìn trong iPad của trong Zalo á, thấy họ bạn nhắn nữa. Bạn con không nhắn nữa hả? Chắc là con không còn trong group bạn thôi chứ bạn không, con nít còn không phải group nha. Nên tự nhiên trong tim á con bị xóa. À con bị xóa mất hả? Nó tự nhiên tim nó biến mất luôn. Vậy chắc là mấy bạn nó trong group trường học đúng không? Có mấy group bạn trường học, nhưng con có biết tự nhiên cái app để nhắn bạn ở trong tim ở học á. Vậy hả? Ở Việt Úc á, còn tự nhiên app bị xóa luôn rồi. Thì tại con không học nữa nên người ta xóa đó. Người ta đâu xóa của con được đâu. Các có cái bạc kinh đậu xe nè mà người ta chắn cái xe. Trời sao mấy người này người ta đậu xe tùm lum la hết trơn. Vậy rồi sao tôi đậu trời. Cho cái xe này người ta ra nè. Đợi chút đi hả? Ở đây mà đi Costco lúc nào cũng không có cái chỗ đậu xe hết. Cái điều mà Thúy Nga mong mỏi hôm nay á, vô mình mua được loạt Tylenol mà nó có sale đi ha. Thường thường lâu lâu những cái thuốc đó ở trong này họ cũng có sale nha bà con. Sale 1-2 đồng một hũ, tại mình mua số lượng nhiều á, mình mua mấy chục hũ mà họ sale nhiều mình vui lắm. Mẹ tiết kiệm được. Vậy trong lớp con á có cái bạn này tên là Jacob á. Viết xong cái đầu dơ lắm luôn. Rồi xong sao? Ý là trong cái đầu á. Ở Mỹ hả? Anh người Mỹ. Là cái đầu nghĩ bậy á phải không? Bậy lắm. Sao con hơn con nữa. Giống như mấy con trai ở trong lớp á. Trời, vậy là cái đầu con nghĩ bậy lắm hả? Không, mấy con trai á. Con đầu con có nghĩ bậy không? Không có bậy giống con trai. Cái đầu con nghĩ giống con trai là nghĩ sao? Không có giống con trai hơn con. Con trai hơn con hả? Trời ghê quá à. Cái đầu mày nghĩ cái gì mà tao sợ quá vậy Cát ơi. Lo quá à. Ôi cả nhà ơi, Thúy Nga đã tới Costco rồi. Bây giờ chui vô Costco ha, đi mua đồ ha. Đây lần đầu tiên mình quay cảnh mình đi Costco đi, để cho mọi người biết Costco Mỹ ra sao. Mua một ít đồ dùng cá nhân. Với lại hy vọng là mua được một loạt thuốc gửi về Việt Nam để giúp cho mọi người nha. Trời, vừa vô đây cái bà leo lên xe, bà ngồi chảnh chẹ vậy đó. Không có phụ mẹ một cái gì. Không, con phụ mẹ tìm mới vào mà. Ê, mẹ giống vậy nè. Con, mẹ cần con giúp không? Không, con vào phòng chơi. Cái chợ, mẹ nói trời, không có bao giờ phụ mẹ gì hết trơn hết á. Không có ai phụ hết á. Đúng không? Thôi bây giờ đi qua kiếm kiếm thuốc trước đi ha. Trời, có cô nè mọi người. Nghe đi, cái dốc này là ha, cho cũng vắng bớt rồi đó. Mà cũng còn không có chỗ vô nữa nè. Vẫn còn, là đông. Còn vẫn còn đông, có Bắc Kinh đậu xe luôn.
đang có cô quá trời người đông luôn. Đã lâu rồi không được đêm sao đêm xong rồi mới thấy tàu lao. Ai mới nhìn mẹ. Ta 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 ta. Tetanol nó chạy lắm hay sao nha, không có hàng luôn mọi người. Tetanol nè, đồ không có hàng luôn, hết hàng luôn. Cái này tetanol ban đêm nè, ban đêm tetanol ban đêm ha, là đang sale nè, 16.99 trừ 3 đồng mấy là còn 15. Mà uống cái này thì buồn ngủ dữ lắm nha mọi người, uống cái này là không có đi làm được luôn á. Để mình lấy cái tetanol thường đi, tetanol thường đây nè. Wow, như này có nè, nhưng mà tetanol thường á thì không có sale. Tetanol kia thì nó buồn ngủ, nhưng mà uống thì nó sẽ ok hơn. Được sao đâu, tôi coi tôi lấy cái nào đây. Một hũ vậy là 225 viên, cứ cho người khoảng 10 viên đi. Là cái này là hũ này là cho được khoảng 12 người phải không cá? Không cá? Đâu, hũ mấy viên ở trong? Cho hũ này 225 viên đi. Mà cho một người phân ra mỗi người 10 viên đi, uống là uống trong 5 ngày đi. Thì là có phải là cho được phải không? 20 người không? Này khác này nhiều cá đây ta. Con này bao nhiêu đây? Nó nói 225 cái đó. 4 4 4 12. 12 là có nghĩa là cái cây này là 24 nè. 24 cây nè. Đó. Đó, là 24 chai. Không có sale. Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. Sorry nhắn ơi. Cái xe nó cứ lên mà. Sorry. Ôi dạ. Nắng. Thôi chị Bảy, chị xuống chị phụ em đi chị Bảy. Chị xuống chị phụ em đi. Giờ cái thuốc là quý à quý vị ơi. Lương thực thì giờ cũng ok rồi. Cho thêm lần lương thực thực phẩm nữa. Cái này để nó về nghe. Cái gì? Ủa chứ quần cái tả nó bật cái đấy. Cái cái nặng bằng ta. Vinh cái xe nữa nè. Còn hỏi cái Tetanol này được nhiêu viên? Một hũ này được 290 viên luôn. Cát ơi, con đi kiếm kiểu vitamin C á hoặc là zinc á ở đâu này nè Cát? Ở này nè, quẹo quẹo qua đây nè, ở phía ngoài này nè. Ở ngoài này nè, ngoài này nè, mẹ tìm. Mấy cái phần thuốc này là nghe phải chia thùng nhỏ nhỏ, ít ít gửi, chứ gửi một loạt này là hàng nó bị ngâm luôn á quý vị. Người ta tưởng mình đi buôn luôn á.
Nãy giờ nghe với bà con đi rảo tìm cái xì là không có luôn nha bà con. Dạo này là cái zin cũng có luôn. Là như Covid á, hàng này nó đắt, nó cháy hàng sao á. Không có một chỗ nào còn luôn, mới ghê chứ. Chắc mai đi thêm cái Costco khác để tìm quá. Không có một nơi nào có cái thuốc này luôn. Chỉ có Tylenol thôi đó, ghê không? Giờ là chỉ mua được Tylenol thôi, không có mua được si. Si ngày xưa bình thường là nhiều lắm nha, một hũ nó cả ngàn viên, giờ không có hàng luôn. Chứng tỏ là người ta cũng gửi về Việt Nam để cho mọi người uống, hoặc là chắc nó buôn bán gì đó mình biết. Rồi tìm tan nát mà không có một hũ luôn á mọi người. Ghê không? Sữa. Đi mua sữa không? Mà tìm được không? Chị có thấy viên C không? Chị nãy giờ chị có thấy viên vitamin C không? Ồ em không để ý nữa chị. Đúng hả? Dạ. Ồ. Em mới vô tới đây. Cái Tylenol này như là tốt hơn. Dạ. Cái Tylenol này tốt, nó có ánh trà. Cái Tylenol này nó tốt hơn cái em vừa lấy sao? Ồ, cái Tylenol này là cái viên treo. Đổi lấy loại này đó. Cá. Trên cái mẹ đổi mày lấy cái loại Tylenol này tốt hơn. Cái loại này ok hơn mà. Rồi có người uống cái loại này ok. Mà có người uống cái loại này. Khi này mẹ uống này không có quá không? Khỏi đi. Mình lấy cái loại kia uống ok. Nên vô đây phát hiện ra mấy mặt hàng rất là khan hiếm luôn. Thôi đi mua sữa các ơi. Không có thuốc rồi. Ngày mai mẹ tự đi mẹ tìm. Mẹ tìm thêm. Cái gì vậy bà cô muốn ăn gì vậy? Hả? Cái mặt bà là thấy bà rỉ rỉ vô sô cô la hả? Không ăn sô cô la nữa nha. Ăn sô cô la máu mũi chảy ra hoài à. Ở dạo này đâu có đâu. Thì mẹ không cho ăn nữa nó mới ho hớp đó. Con có ăn mà. Nè con đẩy xe cho mẹ. Chán nản quá đi mua thuốc mà không có thuốc. Mẹ đi trước đi. Quẹo phải. Quẹo phải, phải nè. Trời ơi, quên tiếng Việt rồi hả chị? Chị quên tiếng Việt hả chị Cát? Ôi em lo ghê nha chị Cát. Ủa phải là Bình Đài đúng không? Dạ. À, đúng rồi con nhớ. Ôi em sợ chị luôn á. Mẹ, cái này là bột mình để hòa sữa uống. Nào. Này nè. Ngon không? Ngon. Mẹ nhớ cái sốt ở nhà mình có để sữa. À, cái sô cô la hả? Ờ. Rảnh quá ha. Mua cái lộn con tưởng cái đó có mua chồng. Đi lại sữa. Không đẩy xe cho mẹ đi. Costco là ở trong này buôn bán tất cả cái gì cũng có. Giống như ở Việt Nam mà ở trong metro á mọi người. Metro cái gì cũng có thì ở đây cái gì mình mà ở đây nó còn nhiều hơn, quy mô hơn nữa luôn. Cái nhà đang vô cái nhà này lạnh lắm. Nhà này có sữa với trứng nha. Cái này là
Quẹo vô đây coi. Quẹo đây coi có cái gì, cái gì xe không? Cả nhà ơi, nha đang đứng nhà hàng chuối. Chuối bị xanh quá nè. Nãy này được mấy trái đây, mình xanh quá thôi. Để mình đi tìm cái chuối khác. Lâu quá không được ăn chuối mọi người ơi. Đi hoài à. Gì vậy? Con để xe cho mẹ đi, con để xe cho mẹ. Mẹ trồng chuối nè, không có chuối ăn nè. Rồi chuối gì mà nó xanh. Một nải chuối như vậy là có 1 đồng 79 rồi quý vị. Mà nó xanh lè xanh lé, không biết khi nào nó mới chín luôn. Hôm nay không có chuối chín bà Cát ơi. Trời ơi, cho đẩy qua đẩy lại chỗ luôn đó mẹ. Thì đi tìm chuối ăn nè, mà không có chuối. Mẹ mê chuối hả? Trời ơi, mẹ mê chuối. Chuối. Mẹ mê chuối. Ôi, lấy đại nải đi, nải này nó gần gần chín. Rồi, quẹo qua đây đi, quẹo lừa qua đây đi chị Bảy. Ở nhà ơi, mới nãy lúc mà Nga đi á, thì có cái người ta chỉ cái hũ zin nằm đây, mà hũ zin đợt này không có sale 9 đồng, mà cái này một hũ này là 400 viên nè, một ngày cũng uống 2 viên kèm vô với cái tretinoin rất là tốt, thì có nghĩa là bây giờ hiện tại Nga đang có 1.600 phần thuốc cho mọi người, cho mỗi người một phần, là mình có được 1.600, mình cho được 1.600 phần. Nhưng mà cái này thì là Nga sẽ mua 40 hũ này nữa, 40 hũ này gửi về Việt Nam đó. Đã luôn nè. Đây được tay 2 nè. Cát ơi, sao con lên đây con phụ mẹ? Trời ơi. Con bé này thiệt là quá hư. Đây nè, đưa con một khay này là được bao nhiêu nè Cát? Nè, đưa coi đây 2. 9 nè. Giờ là ngày mai là mẹ sẽ đi mua thêm vitamin C, nó là ok nè Cát. Ok. Có được zin rồi nè. Ok. Mà không có cái nào sale hết trơn. Đi. Có cô nào cũng đông người. Này mua được mớ thuốc vui ghê luôn mọi người. Mai đi kiếm xi nữa là ok. Mẹ. Hả? Cái gì? Người ta nói đi đường này được xếp hạng cảnh rồi. Đâu đường nào? Hình Như á. Đợi con đẩy qua cho mẹ. Con nói Hình Như nha. Thì con chạy qua con coi thử coi, chạy qua cái like thử coi. Này chị có mua được sữa với lại chuối. Trời ơi, cả nhà biết tại sao mà Nga bị bỏ lại thuốc cho tretinoin này không? Họ cho mình mua có 2 hũ à. Một cái tin rất ư là đáng buồn với mọi người.
cái Tylenol ban đêm này á, thì họ cho mua nhiều, chắc là ngày mai nha sẽ vô nha mua thêm số lượng nhiều. Còn cái Tylenol này họ cho mua một lần có 2 hũ à, tầm luôn. Cái khai canon ban đêm á thì mình mua được 24 lọ, nhưng mà cái khai canon ban ngày á nó cho mua có 2 lọ, không hiểu tại sao nè, nha đang thắc mắc không biết tại sao. Còn cái viên zin á thì vẫn mua được 40 hũ. Chắc ngày mai nha sẽ vô lại Costco nha đi tìm viên vitamin C ở chỗ khác, rồi xong cái mình sẽ mua thêm cái titanol, tại titanol giờ đang bị thiếu. Nó không có cho mình bê ra thì là đau lòng hết sức luôn. Hay là cho nó cho mình mua titanol có 24 là cho nó mua, cho nó cho mình mua có 26 hũ nữa ta. Nói chung là không hiểu được. Rồi bây giờ sau khi mà Nga vào đây Nga mua thì là Nga mới phát hiện ra cái titanol mà ban đêm á quý vị, là coi như mình muốn mua bao nhiêu thì mua, mình mua thoải mái luôn ha. No limit, mình muốn chọn nhiều chọn, mà cái titanol ban ngày á là một người mua chỉ được có 2 hũ à quý vị. Có nghĩa là bây giờ nếu mà Nga muốn mua một số lượng nhiều á, Nga phải nhờ mỗi người vô xách Nga 2 lọ, hoặc là Nga ra vô nhiều lần trong ngày á thì mới lấy được nhiều. Đó, bây giờ mới biết ra cái vụ titanol này là mình không mua được nhiều nha bà con. Mình đi mua thuốc số lượng nhiều mình mới phát hiện ra một cái điều như vậy, rất là đặc biệt. Có nghĩa là Nga phải đi mua từ từ xong Nga. Ngay cả cái này á cũng không có ship hàng một thùng mà được mấy chục hũ nữa. Một thùng á là Nga chỉ được mỗi thứ vài hũ thôi, là Nga phải chia ra nhiều thùng, chia ra nhiều kiện hàng để gửi về. Thì người ta sẽ, thì người ta không nghĩ là mình đi buôn đi bán, mà cái này là thuốc này để về mình giúp cho những cái người mà bị bệnh đó. Nói chung là từ đây đến cuối năm thì dịch nó vẫn sẽ còn, thì Nga gửi thuốc này về cho giúp mọi người, thì Nga nghĩ cái đó là hợp lý nhất. Lương thực thực phẩm thì Nga thấy bây giờ là tất cả mọi người bây giờ là chuẩn bị mở cửa thì chắc nó đỡ, nhưng mà Nga vẫn sẽ chuyển lương thực thực phẩm một lần nữa, tại vì thấy có nhiều gia đình họ vẫn xin đó. Mai Nga sẽ đi mua tiếp nha quý vị, đi một cái Costco khác để đi mua xi. Còn bây giờ chị Nguyệt Cát thì chị đang rất là ăn uống là no say nha, chị đi mua pizza cho ăn. Dầu không mà Cát ơi. Món ăn mà tôi không yêu thích á, trời cái mặt tôi thái độ cũng sợ lắm. Ôi dầu không mà Cát. Ăn cái này mập lắm con. Xem ăn. Dạ. Con ăn cái này á là dầu mỡ mập lắm luôn. Thì con ăn đó. Con mê mấy này á, ghê á. Con nít ở đây nó mê ăn ba này nè quý vị. Ba con người Mỹ mà. Người Việt Nam cái này. Mỹ con sâm nó bay mà. Con là người Việt Nam. Người Việt Nam máu đỏ da vàng phải không? Mỹ mua dĩa pizza gì có đồng mấy mà. Dễ dễ sợ không? Tại có dầu á. Bánh mì nè. Bánh mì này cũng có đồng mấy phải không Cát? Cát bánh mì này đồng mấy phải không? Ăn mấy cái này bột mới vô người đi, rồi biết cái cảnh nó mập như heo luôn. Rồi trong bánh mì này nó có cái tuna phải không? Có cá không? Mẹ con em đi vô Costco mà ra là trời tối luôn á mọi người. Trời đã khuya rồi đây chẳng trên chết. Sỏi ánh trăng tàn. Trời đã khuya rồi Cát ơi. Nay Cát đi mua được 2 hộp sữa. Mẹ thì quả dưa gan với lại nải chuối. À, sáng mai Cát đi học là mẹ sẽ đi Costco tiếp, mẹ lùng thuốc tiếp nữa. Rồi đóng mấy cái kiện hàng về từng đợt thì đó. Nói chung là gửi một lần được mà mình chia ra nhiều thùng á quý vị. Đóng cửa rồi. Hôm nay trời bắt đầu lạnh rồi. I'm very cold. Đó.
ơi, con nhặt thần hũ gì cái nào mới xong rồi cá. Mấy cục nặng quá. Chồng cái nơi của mẹ. Đây. Mẹ. Con biết con đang để xuống tí cái tay nó đau. Mày làm chứ mà mày than quá. Đây. Đó. Giờ chị Thoa đang bỏ cái bình ắc quy vô nè quý vị. Sáng nay Thúy Nga có kêu thợ lại để họ giúp mình, nhưng mà họ nó không có thời gian lại. Cuối cùng có chị Thoa chỉ dùng thời gian chỉ lại đây. Chị hép cho Thúy Nga nè. Quá trời trời. Đây 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 đem phụ, đem phụ chị. Đây đem phụ chị. Giờ vô nha. Cái này nè chị để đây cho nó khỏi chạy cái xe của em. Just in case. Just in case. Ở Mỹ á, kêu thợ về nhà họ làm cho mình, nó không có thời gian quý vị. Đúng. Tụi em phải tự xử gì luôn đó. Lần đầu tiên mà Thúy Nga bị xe hư mà ngay tại gia luôn. Mà hên hôm qua là tại gia, hên tại gia mới giữa đường, mà hôm qua vừa chở ngoài cát về vừa tắt cái xe là xe bị liền luôn. Bỏ lên lại là nhưng mà hôm nay để cho Thúy Nga trải nghiệm nha. Hôm nay trải nghiệm là lần đầu tiên thay pin nha. Lần đầu tiên hai là hai bà phụ nữ ngồi xuống okay, xe nha. Coi nha, 1, 2, 3 đi lên. Bỏ nó vô đó. Lúc nãy mua là mua bình ắc quy này, nó không có cái quai luôn quý vị. Chị Thoa chị lấy lại cái quai cho Thúy Nga luôn á. Đó. Đi vô Costco. Sao cái bình này mình bỏ vô dễ hơn cái bình kia? Sao cái bình cái nặng. Bình kia hay nó hư quá. Nó hư quá. Nước nó chảy tà le. Tàn là cái nước nước đen thui trong đó. Đầu tiên em phận là con trai chưa một lần sửa xe, nhìn về tương lai mà sao thấy sông rộng đường dài. Trời ơi chị Thoa, chị mà làm cái này xong ha, mà xe em nó đề nó chạy bình thường là thiệt á. Đãi anh chị đi ăn. Đảnh lễ gì luôn á. Mà vui nhất mà làm sao xong cái xe không chạy được mới vui nè quý vị. Trời nha. Nếu mà xe nổ lên không chạy thì chị chạy. Em đang tính đổi chiếc Tesla á chị. Tesla có 40,000 à. Tesla is good. Điện mà mình mua lại là không có cánh á thì nó có 40,000, còn xe to hơn 50,000. Yeah. Đang tính bán chiếc này nè quý vị. Chiếc này nó bay off lâu lắm rồi, giờ nghỉ bán rồi mua. Ui cho nhức đầu lâu á nên thôi. Bây giờ muốn xe. Đang tính để dành cho chiếc này Nguyệt Cát, nó đến tuổi nên lái xe nó đi luôn. Trời lâu. Tiết kiệm tinh phí. Ủa, con ốc hồi nãy chị để đây đâu rồi? Đâu rồi? Nãy để trong đây nè. Ồ men, đừng nói hả, rớt trong xe đây. Tí nó tự mất là chết luôn. Tại bà luôn.